Ngày 27 tháng 7 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã đến dâng hương dâng hoa tưởng nhớ các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2023. Cùng dự có các đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Tại Nghĩa trang, đoàn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã dâng vòng hoa tươi thắm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với công lao của các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ, những người đã hy sinh cho độc lập tự do của Tổ quốc. Đoàn đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các mẹ Việt Nam anh hùng, anh linh các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc. Sau lễ dâng hoa dâng hương, các đại biểu đã đến thắp hương từng ngôi mộ, nơi an nghỉ của các anh hùng liệt sĩ để tưởng nhớ và tri ân. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh cũng đến viếng dâng hoa dâng hương tri ân các thế hệ lãnh đạo, các bậc lão thành cách mạng đã có những cống hiến to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại Nghĩa trang Thành phố Hồ Chí Minh là cảnh Thành phố Thủ Đức.